Chào mọi người ha. Thì hôm nay mình cũng rảnh ha, mình cũng có cái hộp mực, mình cũng mới gọi là sửa chữa thay thế cho một cái hộp mực cho một cái máy in Canon 29, Canon 29 ha. Thì cái này là cái hộp mực cho dành cho máy in Canon 29 ha. Thì nó xài chung cho rất là nhiều mã ha. Thì ở đây thì nó hộp mực là mã dành cho HP, HP 1010, HP 1020, 1018 ha. Mã nó Q2612E2K. Thì cái này thì cái hộp mực này là theo nhà công bố, nhà sản xuất công bố thì người ta sẽ in được 2000 trang trong trong một cụm mực ha. Thì với một cụm mực này thì nó sẽ có mực bên trong luôn, nó sẽ có mực rum từ trục sạc mực, các cái mực bên trong luôn ha. Thì cụm này thì trên thị trường này bán rất là nhiều dễ ha, rất là nhiều dễ. Thì ở đây ví dụ anh chị nào muốn mua thì anh chị có thể đặt trên kênh Shopee mình ha, Shopee mình là Tô Nguyễn ha. Thì cái cụm mực này nó xài hồi trước thì xài chung cho máy Canon 29 hồi trước đây ha. Thì bây giờ nó vẫn xài chung như 29 ha. Hồi trước là Canon và HP nó xài chung, còn bây giờ thì Canon nó tách rèm, nó không xài chung nữa. Thì hiện bây giờ thì HP nó kết hợp với Samsung, thì nó thì hộp mực Canon HP xài chung với hộp mực của Samsung. Thì bây giờ nói chung nó lộ hết. Thì nói chung những cái máy HP bây giờ thì cái khi mà bạn thay mực á thì nó sẽ có những cái ngàm thôi, nó giống như cái hộp mực của Samsung á, nó có những cái ngàm, những cái ngàm đỡ mà bạn thay mực thì bạn phải tháo ngàm á. Thì hậu quả của việc thay ngàm nè, thì nó nói chung là thay ngàm thì nó vẫn dở, nhưng mà cái ngàm nó lỏng lẻo, rất là lỏng lẻo ha. Khi bạn thay thế rồi rất lỏng lẻo, rất lay. Còn cái hộp mực bây giờ thì khi mà bạn thay mực á thì đúng tiêu chuẩn, nó phải thay chip luôn, tại vì cái chip mực nó đếm ví dụ khoảng 2000 tờ thì phải thay một cái chip một lần, nó đúng 2000 tờ không? Thì các bạn phải thay cái chip hộp mực luôn ha. Thì cái này mình hôm nay mình làm cái video này mình đánh giá ha. Mình nói một số những cái lỗi, những cái khi mà bạn lưu ý sử dụng cái hộp mực này. Thì đây mình sẽ lấy ra cái hộp mực cho bạn xem ha. Thì hộp mực này là mình đã khui rồi, khi mà mình mua về á, khi mình mua về mình đã khui mình kiểm tra thử ok không ha. Thì đây là chính là cái hộp mực của Canon 29 ha, nó xài chung cho HP. Nói chung Canon 29 là cũng rất là lâu rồi ha, cụm mực rất là lâu. Cụm mực rất là lâu ha. Thì đây là cái cụm mực của Canon 29 ha. Hay là bao ha. Các bạn sẽ thấy khi mà các bạn rất là hôi mùi mực ha. Khi mà các bạn mua về, thì nó sẽ còn nguyên siêu nguyên kiện như thế này nè. Đó, khi ha. Thì ở trong này nó có những cái mút này nè, nó tránh bị sốc ha, tránh bị nước mưa. Nó sẽ có cái bọc này nè, tránh bị nước mưa ha. Khi mà các bạn mua thì nó sẽ y hệt như này nè, đó nó rất là đẹp ha. Đó nó sẽ có room sẵn, mực sẵn luôn ha. Giờ là các bạn sẽ rút những cái chốt màu xanh vàng nè, một chốt ha, hai chốt rồi rút cái chốt này nữa ha. Thì các bạn bỏ vô là xài luôn ha. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, trước khi xài các bạn phải lắc lại xíu ha, để cho mực nó re ha, nó re đều ha. Rồi ra như vậy thôi. Thì cái mực này nói chung là nó cũng khi mà mình thay thế mực thì khi mình thay thế mực cho khách á, nói chung là rất là dễ, rất là tiện luôn. Mình mở hai chốt này ra nè, mình thay thế, mình nạp mực rất là dễ ha. Còn những cụm mực HP bây giờ, như ví dụ mắt HP 135 đúp ha, 135 đúp hay là 107 đúp á, nó dùng cùng chung một cụm mực ha. Thì những cụm mực nó mình khi mà quan thay thế đó, còn phải nói chung là nó không có dùng ốc, nó không có dùng ốc như thế này ha, mà nó dùng ngàm. Rồi cộng thêm cái vụ mà chip nữa ha, các bạn khi mà quan thay thế còn phải thay luôn cái chip thì rất là mất tiền. Hiện nay thì có những kỹ thuật thì người ta sẽ hát được những con chip này ha, ta sẽ thay thế dùng mã luôn, hát người ta bỏ luôn con chip luôn ha. Thì nói chung Canon 29 thì trong những cái dòng máy in nhỏ hiện bây giờ thì máy in Canon 29 rất là lâu rồi, tuổi đời rất là lâu ha. Rồi hộp mực nó tại vì sao mà hộp mực của Canon 29 lâu như vậy, tại vì cái hộp mực này nè,
thì hộp mực nó chứa được tới hộp mực nó chứa được nhiều mực nhất, ví dụ như một hộp mực như này nó chứa được 180g, 180g mực ha. Còn hộp mực thông thường nó chứa tầm 80g thôi, ví dụ HP hay những cái dòng HP nhỏ, nhỏ đó nó chứa tầm 80g thôi ha. Còn ví dụ những cái máy mà 105 đúp hay 107 đúp á, thì nó cũng là chứa 80g thôi, là xài ha. Có nghĩa là hộp mực của nó rất là nhỏ, xài được in rất là ít tờ. Còn cái thứ hai nữa là càng cần lưu ý là ha, thì cái hộp mực này nè, cái máy Canon hoàn chính á, là cái máy mà được xài nhiều nhất trong những công trường ha. Những công trường người ta xài rất là nhiều, cái máy hoàn chính người ta xài rất là nhiều trong công trường đó. Khi mà các bạn xài những cái mực này như này thì các bạn được cái thở được thay thế trong các bạn có thể thay thế các bạn có thể thay thế là mực ha, là mực nạp mực bên ngoài ha, thì các bạn thay thế khoảng 4-5 lần tùy vào mức độ sử dụng ha. Khi mà các bạn bảo quản tốt thì có thể xài được 4-5 lần, mà các bạn bảo quản không tốt thì xài được 3-4 lần thì các bạn phải thay một cái mực mới. Tại vì khi mà các bạn mua cái mực này này thì thường thường là xài có 1 lần 2 lần à. Mà ví dụ mà các bạn bảo quản tốt hay là sử dụng tốt á, bảo trì tốt thì có thể sử dụng được 4-5 lần ha. Đó thì cầm mực như này nè, rất là ổn ha, cầm mực này rất là ổn, xài ok chắc chắn. Rồi mình cũng đánh giá theo những cái nói chung là rất là ổn, xài Canon hoàn chính rất là ổn. Cách nhưng mà hạn chế của mấy hai Canon hoàn chính là nó chỉ in được một mặt thôi. Còn ví dụ như là các bạn mà muốn in hai mặt thì bạn phải dùng cần một cái máy mới mình có thể in hai mặt. Mà khi mà các bạn sơ xài máy mình in hai mặt á thì nó sẽ lỗi nó sẽ nhiều hơn ha. Tại vì các bạn sẽ nhanh khi mà các bạn in hai mặt á, thì ví dụ là các bạn in hai mặt thì nó sẽ đảo giấy, thì nó sẽ lỗi ở bộ phận đảo giấy ha. Cái thứ nhất là nó in sẽ nhiều tờ hơn, nó bị lỗi bộ phận đảo giấy. Còn cái in nhanh hết mực hơn. Cái gì cũng như này in có một mặt à. À in có một mặt, in ví dụ bạn in rất là ok. Mà thường thường quan bản bây giờ thường thường rất là hôi. Mà thường thường quan bản bây giờ thường thường quan bản bây giờ thì người ta sẽ thường thường người ta xài một mặt. À, những cái linh kiện không ta xài một mặt ok ha. Thì nói tóm lại ha, thì giữa Canon hoàn chính và những cái máy in hiện bây giờ thì nó khác nhau những điểm là ví dụ như là Canon hoàn chính là xài được mực nó nhiều hơn, in được nhiều trang hơn, rồi độ bền nó cao hơn. Còn những cái máy bây giờ thì nó lượng mực rất là thấp, lượng mực nó tầm khoảng 80g thôi, xài được cũng được một nửa thôi, chưa tới một nửa nữa ha. Thì in tầm một khoảng 1.000 trang là phải thay mực mới. Rồi cái thứ hai nữa là độ bền nó không cao, thay mực rất là khó ha. Nói chung thay mực nó vẫn được thôi, nhưng mà những cái ngàm á, khi mà các bạn thay mực á, là có những cái ngàm các bạn tách tách ngàm rồi nó không xài ốc, nó không xài ốc để mà nó chiết vô mà nó xài ngàm. Thì khi mà các bạn xài ngàm bạn tháo đi tháo vô rất là dễ hư hỏng, và nói chung là nó không chắc ha. Còn hồi trước thì nó xài bằng ốc thì nó rất là chắc, nó rất gọn. Còn cái thứ ba nữa các bạn cần lưu ý là khi bạn mua máy in mới á, thì các bạn phải xài cái hở chip, chip ví dụ các bạn xài 1.000 tờ 2.000 tờ á, thì chip nó phải thay một lần. Có nghĩa là khi mà các bạn thay mực á, là phải thay luôn chip. Hồi trước thì thay mực thì nó tốn 100.000, nhưng hiện bây giờ thay những cục mực á, thì nó sẽ tốn 200 lận, 100.000 tiền chip và 100.000 tiền mực, nghĩa là 200.000 lắp gấp đôi lên đó. Thì mà cầm mực nó cũng không ok lắm ha. Thì nói chung là nếu các bạn xài in một mặt á, in những cái xài công trường xài in một mặt thì bạn nên chọn máy in Canon hoàn chính. Còn các bạn in những cái máy bây giờ thì hai Canon hoàn chính thì giấy nó thành nó cũng kêu rất là cao, như thành hai Canon hoàn chính bây giờ tới 2 triệu mấy 3 triệu rồi, 3 triệu mấy rồi, nói chung 3 triệu mấy thôi ha. Còn mấy những máy bây giờ thì nó rất là rẻ, khoảng 1 triệu 2 triệu thôi, nhưng mà đồ bền nó không kêu bằng máy hàng chính ha. Rồi mình nói như vậy để các bạn thông cảm ha, những có những cái nhìn khách quan về những cái máy in nhỏ bây giờ. Thì máy in nhỏ bây giờ thì nó có máy in một mặt, in hai mặt nè, các bạn lưu ý chọn những cái thích hợp. Còn máy in xài mực bột nè, xài mực nước nó khác nhau nữa. Thì hiện bây giờ máy in rất là nhiều, mà mình khuyên các bạn nên xài máy in mực bột thì nó sẽ dễ ha, nó sẽ dễ ok ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Thì các bạn mà muốn mua những cái mực này như thế này ha, thì có thể liên hệ bên cho Shopee bên mình, hoặc là liên hệ bên mình ha, mình sẽ ship hàng nhanh nhất các bạn ha.
Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video.